chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay trên trang Twitter của FIFA 23 anh em nó công bố sự kiện FIFA 23 World Cup cho anh em. Đó. Nói chung là thì nó có một cái clip đó quảng cáo về cái FIFA 23 World Cup này. Anh em thấy không? Cái clip ở dưới đó. Nói chung là thì mình sẽ nói cho anh em về vấn đề là cách chơi luôn, nó có cách chơi như thế nào luôn và cái cụ thể như thế nào. Thì ok anh em, thì nó có một cái đường link vô cho anh em. Đây. Bây giờ mình vô trang trên web nha anh em của ea.com. Thì nó có bằng tiếng Anh thì anh em xem sơ ha, nói chung là tiếng Anh, tí nữa mình sẽ dịch bằng Google dịch cho anh em và sẽ đọc cho anh em về cái tổng quan về cái sự kiện FIFA World Cup 2022 đó. Nói chung là thông tin này thì rất lâu rồi anh em, thì bây giờ hôm nay nó công bố luôn đó, là ngày 8 tháng 11 nha anh em, là bắt đầu có sự kiện này nha, tức là khoảng ngày 9 tháng 11 bên mình mới có. Nói chung nó lịch một ngày so với bên mình thôi đó. Bây giờ mình sẽ đọc bằng tiếng Việt cho anh em sơ qua cái sự kiện này như thế nào đó. Đến đó thì cách chơi sẽ rõ hình đó, thì nói chung là cách chơi cũng tương tự thôi. Bây giờ mình đọc sơ qua cho anh em ha, để xem như thế nào ha. Đó, bây giờ mình dịch tiếng Việt cho anh em nè. Đây, nó ghi là chào mừng bạn đến với Jeep Drive giải đấu FIFA World Cup 2022. Chế độ giải đấu sẽ có trong bản cập nhật giữa mùa sắp tới. Đó, các bạn cập nhật cho anh em, vừa cập nhật World Cup và vừa cập nhật bản mới luôn. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần biết về chế độ chơi này, chuẩn bị trước và sẵn sàng dẫn dắt đội của bạn đến vinh quang. Đây, vấn đề tổng quan đây anh em. Chơi thông qua toàn bộ giải đấu với cả 32 đội tuyển quốc gia đủ điều kiện, cũng như 15 đội tuyển quốc gia không đủ điều kiện, có nghĩa là những đội bị loại anh em, 15 đội bị loại anh em. Đó, là vấn đề chơi trong đây. Bộ dụng cụ và huy hiệu của đội tuyển quốc gia FIFA World Cup 2022, quả bóng trong trận đấu và khả năng chơi trong các sân vận động FIFA World Cup đích thực. Đó, là Osbay và Lucel. Đây, bình luận FIFA World Cup 22 tùy chỉnh để có bầu không khí trận đấu phong phú nhất, có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, giao diện người dùng UA đó, và gói phát sóng giải đấu FIFA World Cup 22 giúp bạn chìm hơn trong hành động. Và đây là cái đội tuyển quốc gia nha anh em, phần tuyển quốc gia nè. Đó, sau khi chọn là cái cấp độ khó khăn đó, nó là gọi dịch là khó khăn cấp độ anh em, hãy bắt đầu hành trình FIFA World Cup 22 của bạn bằng cách chọn quốc gia mà bạn muốn dẫn đến chiến thắng. Việc chọn trong 15 đội tuyển quốc gia bổ sung sẽ thay thế một trong 32 đội tuyển quốc gia đủ tiêu chuẩn. Đó, xếp hạng sao cho over của quốc gia bạn, đội xếp hạng sao cao hơn sẽ có người chơi over cao hơn về chỉ số tốt hơn. Đó, và vấn đề về cấp độ anh em, nó lại là khó khăn nè. Đó, gì là khó khăn nè. Thì nói chung là giải đấu FIFA World Cup 22 có 6 cài đặt cho chế độ phù hợp nhất với khả năng của bạn. Người chơi bắt đầu bằng nghiệp dư nè, bán chuyên nghiệp, hạng thế giới và huyền thoại. Đó, nó có ba cái bốn cái cấp độ anh em thấy không? Beginner nè, Amateur nè, Semi Pro nè và Professional nè. Đấy, anh em thấy trên hình đó. Để mở khóa các khó khăn cấp độ thế giới và huyền thoại, hãy giành chiến thắng giải đấu với mức độ khó trước hết trước nó. Chiến thắng giải đấu chuyên nghiệp để mở khóa hạng thế giới và giành chiến thắng giải hạng thế giới để mở khóa hoàn huyền thoại. Kiếm các phần thưởng khác nhau dựa trên cấp độ khó của bạn chọn. Có nghĩa là mà chơi cấp độ từ từ anh em, từ dễ lên khó mới được ha. Vấn đề là du lịch nè, nói dịch là du lịch nè, là cái bảng đấu nè, là các bạn xếp hạng từ vòng bảng nè, vô bán kết nè, tứ kết nè, chung kết nè. Đây, nè thấy không? Bây giờ bạn chọn đội của mình, tạo đội hình lý tưởng và cấp độ khó, đã đến lúc bắt đầu hành trình FIFA World Cup 22 của bạn. Đấy, mình thấy không? Trước khi giải đấu bắt đầu, bạn có cơ hội xem lại lễ bốc thăm. Cái lễ bốc thăm á, như là theo mặc định là 32 đội tuyển quốc gia đủ điều kiện để đặt về phản ánh kết quả bốc thăm thực tế giải đấu, nhưng bạn có thể điều chỉnh lại kết quả bốc thăm tối đa 3 lần nếu muốn. Đó. Nếu không có nhóm mới vào phù hợp với bạn, đội của bạn, bạn có thể hoàn nguyên về bốc thăm giải đấu mặc định bằng cách nhấn nút mặc định. Nói chung là anh em có thể thay đổi cái bảng đấu này nha anh em. Bảng đấu này nè, đó, thay đổi được bốc thăm, đó, thay đổi được 3 lần. Có nghĩa là không cần nhất thiết phải giống như cái bảng đấu mặc định như ban đầu ở ngoài thực tế. Đó, anh em thấy không? Nó cho anh em thay đổi được. Mà không, anh em cứ để mặc định luôn, là giải y chang như ngoài luôn. Đó. Nhấn tiếp tục để chuyển đến trung tâm giải đấu, nơi bạn thay đổi đội hình nè, xem lịch khung giải đấu và kiểm tra phần thưởng. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn nút phát để trận đấu FIFA World Cup bắt đầu đầu tiên của bạn. Chơi qua giải đấu FIFA World Cup 2022 tối đa 3 lần mỗi tuần. Với khả năng sử dụng điểm FIFA có thêm cơ hội chơi. Mình nghĩ cái FIFA World Cup 2022 mà cái trong FIFA này, sự kiện này á, thì khả năng là mình chơi theo cái loại chế độ quản lý anh em, là FIFA World Cup Mods anh em. Không có phải là mình chơi trực tiếp, không phải giống như là Manager Mod vậy đó. Đó. Cái phần thưởng anh em, kiếm phần thưởng dựa trên tiến độ giải đấu của bạn và độ khó đã chọn bằng cách hoàn thành giải đấu. Phần thưởng có thể bao gồm người chơi World Cup
và đơn vị tiền tệ cho sự kiện trực tiếp FIFA World Cup 2022 sắp tới mà bạn có sẽ sử dụng cho đội cuối cùng của mình. Có nghĩa hình tượng có thể là cái tiền tệ như là coin anh em, coin hoặc là cầu thủ đó, tùy theo cấp độ mình chơi nha anh em đó, mình thử nó ha. Tiếp tục ha, là trực tiếp tour nè. Over trực tiếp là một tính năng over của người chơi, cơ bản có thể tăng over và chỉ số của họ. Tính năng này hiện chỉ khả dụng trong chế độ giải đấu FIFA World Cup 2022 thôi đó. Dựa trên màn trình diễn trong đời thực, tất cả người chơi trong đội chiến thắng sẽ được nhận một cộng một over và cộng cho tất cả các chỉ số của họ cho mỗi trận thắng trong FIFA World Cup 2022. Điều này có nghĩa là màn trình diễn của các đội và cầu thủ yêu thích của bạn trong giải đấu thực tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến over và chỉ số của họ trong FIFA Mobile. Người đàn ông của trận đấu sẽ nhận được thêm một cộng một vào over và chỉ số của họ. Lựa chọn của cộng đồng có thể là cơ hội trên mạng xã hội để xác định over, bổ sung và tăng chỉ số những người chơi yêu thích của người hâm mộ. Đó là bản tóm tắt về giải đấu anh em. Đó sẽ ra ngày 8/11 cho anh em, mà tức là ngày 9/11 bên mình. Cái này cái cuối cùng mà là cái over thực tế, nghĩa là cầu thủ phong độ như thế nào ở ngoài thực tế anh em, nó sẽ cộng cho mình thêm. Đó, đá tốt thì cộng thêm một và tất cả các chỉ số ở trong đó nữa. Nói chung là nó theo cái phong độ của cầu thủ ở ngoài đời thực, do nó áp dụng vô cái game cho mình. Đấy, cái này hay anh em, cái này hay nè, cái này mới nè. Thì ok, trong sự kiện này thì nó cũng có rất là nhiều cái, nói chung là khó hiểu anh em. Dịch ra thì cũng như sát nghĩa quá. Thì anh em á thì chờ đi, mình đã đọc cho anh em sơ qua ha. Chờ đến tuần sau nó ra thêm cái bạn phần livestream á, livestream trên FIFA Mobile á, thì mình coi cái chơi như thế nào ha. Mình nghĩ cái này chơi theo cái cách mà gọi là FIFA World Cup Mods, nó nghĩa là mình chỉ là điều chỉnh chiến thuật thôi chứ không có trực tiếp thi đấu. Cái này thông tin là mình thấy nó lâu rồi nhưng mà không biết chơi thực tế như thế nào. Thì đây là phần cái hình giao diện của update lên FIFA Mobile 2023 anh em ha. Đó, mà cái sự kiện World Cup có luôn kìa anh em thấy không. Đây là cái phần đội tuyển quốc gia cho nên chọn nè, để chọn cái team để mình chơi nè anh em thấy không. Có Canada, Maroc, Croatia, Brazil nè, ấy Thụy Sĩ nè, Serbia nè. Đó, thì tùy anh em chọn thôi, nó có cái sao của nó anh em, cấp độ đó. Thì đây là phần gọi là cấp độ khó, từ khó, từ dễ tới đến khó nè. Đây, beginner nè, amateur nè, semi pro nè, professional nè anh em. Đấy, anh em mà chơi từ từ nó mới lên được nha anh em. Đó. Và tiếp theo cho anh em xem cái hình ảnh của cái trận đấu kết thúc nè. Mình nghĩ cái này chắc là chơi chế độ quản lý rồi anh em ơi, chứ không có chơi chế độ đá với nhau đâu. Mình nghĩ vậy á. Đó. Đó là tournament nè. Đó, kết quả trận đấu hiện lên cho mình nè. Mình ngồi mình gọi là điều khiển chiến thuật thôi, quản lý chiến thuật thôi, giống như manager mod anh em. Còn cái này là cái từ vòng bảng cho tới vòng chung kết nè, cho anh em thấy không? Đó, từ từ vô nè. Thì một tuần nó cho anh em chơi có 3 lần thôi, được 3 lần thôi nha anh em. Đó. Và đây là bản đấu World Cup cho anh em tham khảo. Nói chung là anh em ai cũng biết rồi, rất là dễ rồi. Nhưng mà trong FIFA 3 anh em có thể thay đổi được. Đó. Thì đây là người chiến thắng nha anh em. Ấy là người chiến thắng. Thì ok anh em, hôm nay mình làm một clip nói chung là thông báo về anh em cái sự kiện World Cup sắp tới vào ngày 8/11 nha anh em. Nhưng mà bên mình sẽ là ngày 9/11. Đó. Thì anh em xem tham khảo, nếu mà chưa hiểu gì đó thì anh em phải quay tour lại. Anh em tìm hiểu lại ha, trên trang AA.com của FIFA 3. Thì ok anh em. Thì bây giờ mình kết thúc clip đây nha anh em. Em thấy clip này hay thì like, share cho mình nha anh em. Đang chưa đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.